thì âm nhạc sẽ kích thích phần não bộ về trí nhớ, về tưởng tượng, về cảm xúc và về ngôn ngữ ở trong bạn. Xin chào các bạn, tôi là Trang từ I Can Learn English Day. Và thời gian vừa rồi cô đã làm rất là nhiều những cái video học tiếng Anh có bài hát đúng không? Nhưng đôi khi một số bạn còn không biết là vì sao mình nên học tiếng Anh có bài hát. Cho nên ngày hôm nay cô sẽ nói với các bạn 5 cách, 5 lý do vì sao mình là nên học tiếng Anh có bài hát nhé. Lý do số 1 đó là vì nó rất vui. Riêng cái lý do này thôi đã đủ để đánh bại tất cả các lý do khác rồi. Cái việc chúng ta không thể nào mà giao tiếp được tiếng Anh thành thạo phần lớn là vì chúng ta chán học và chúng ta bỏ cuộc quá sớm bởi vì chúng ta quá chán nản với những tài liệu mà chúng ta đã học. Chính bởi vậy, khi việc học tiếng Anh nó rất là vui vẻ, nó rất là thích thú, nó rất là dễ làm thì nó sẽ khiến cho chúng ta học tiếng Anh lâu hơn và thuộc được nhiều câu, thuộc được nhiều bài hơn. Và cô cũng rất là thích học tiếng Anh qua bài hát và thông qua bài hát thì cũng chính nhờ đó cô có được cái phát âm tốt hơn và có được cái sự yêu thích trong việc học tiếng Anh. Và lý do thứ hai, một lý do vô cùng quan trọng, đó là theo những nhà khoa học thì âm nhạc sẽ kích thích phần não bộ về trí nhớ, về tưởng tượng, về cảm xúc và về ngôn ngữ ở trong bạn. Đó là lý do vì sao có rất nhiều những bà mẹ đã cho con nghe nhạc ngay từ khi còn trong bụng mẹ, hoặc là cho những bé đi học đàn, học hát, học múa ngay từ khi còn nhỏ. Ngày xưa cô cũng rất thích học đàn và cũng rất thích hát và nhún nhảy theo các video ở trên TV đấy. Và một điều nữa đó là âm nhạc nó sẽ giúp cho nó đi vào trong tiềm thức của chúng ta sâu hơn. Và đó là lý do có rất nhiều những cái bài hát mà lâu lắm rồi chúng ta mới nghe lại nhưng chúng ta vẫn có thể hát theo nhạc được. Và thứ ba đó là bài hát thì thường là những cái đoạn văn nó ngắn, dễ học, dễ nhớ, thường có điệp khúc lặp đi lặp lại khiến cho chúng ta có thể dễ dàng lặp lại theo và hát suốt cả ngày. Cô nhớ là hồi cô mới học lớp 5, hồi đấy mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh thôi và cô mới học được một vài bài thôi, nhưng cô đã có thể thuộc được bài Proud of You và ngân nga nó suốt cả ngày rồi đấy. Cho nên là chúng ta hãy chọn những cái bài học đơn giản đầu tiên và chúng ta luyện hát nó thì các bạn cũng có thể thuộc được những cái đoạn học tiếng Anh đấy. Lý do thứ tư đó là việc học tiếng Anh qua bài hát sẽ cải thiện việc nghe và phát âm của các bạn cực nhiều, bởi vì bài hát là cái thể loại mà chúng ta sẽ phải luyến láy này, chúng ta phải nối âm, nuốt âm, giảm âm, biến âm cực kỳ nhiều. Và khi các bạn đã có thể nghe được các bài hát và hiểu được các bài hát rồi thì cái việc giao tiếp, việc nghe các thứ ở trong giao tiếp bình thường nó không còn là vấn đề nữa. Ví dụ như là trong rất nhiều bài hát chúng ta có cái cụm từ là get you out of my head, có nghĩa là tống anh ra khỏi tâm trí của em, đúng không? Thì khi người ta hát, người ta sẽ đọc rất là nhanh là get you out of my head, get you out of my head. Cho nên khi chúng ta hát là chúng ta nghe được rồi thì trong giao tiếp chúng ta cũng có thể nghe được. Hay là chúng ta có cái từ đó là what is written, tức là cái được viết ở đâu đó, thì trong bài hát nó sẽ đọc là what's written, what's written, rất là nhanh, đúng không? Cho nên khi mình nghe được bài hát rồi thì giao tiếp no problem. Và lý do thứ năm đó là khi học tiếng Anh qua bài hát thì chúng ta sẽ học được rất nhiều từ vựng và các cấu trúc mà chúng ta được nghe đi nghe lại, luyện đi luyện lại để thuộc vào trong tiềm thức. Bởi vì bài hát được viết phổ thông cho tất cả mọi người nên những cái từ vựng và cấu trúc của nó cũng thường xuyên được dùng trong đời sống hàng ngày, đúng không? Ví dụ như trong bài hát As Long As You Love Me, chúng ta có được học một câu đó là I don't care who you are, anh không quan tâm em là ai hết. Thì phòng khi ai đó hỏi mình là do you know who I am, chúng mày có biết anh là ai không, thì chúng ta sẽ lôi câu đấy ra để mà trả lời, đúng không? I don't care who you are. Bây giờ thì các bạn đã biết 5 lý do vì sao chúng ta nên học tiếng Anh qua bài hát rồi, đúng không? Vậy thì hãy vào ngay kênh của I Can Learn English và xem những cái video mà cô đã dạy qua bài hát. Và nhớ hãy like, subscribe và chia sẻ với bạn bè của mình nếu như nó hữu ích để chúng ta cùng học với nhau nhé. So, see you next time. Goodbye.